Tin Roma, Hội đồng Giám mục Italia tài trợ 112 dự án phát triển. Trong cuộc họp báo ngày 6 tháng 7 vừa qua, Ủy ban Bác ái của Hội đồng Giám mục Italia cho biết đã tài trợ 112 dự án phát triển với ngân khoản hơn 18 triệu euro. Trong số các dự án, ý nghĩa nhất có 3 dự án của Phi Châu. Trước hết là tại Siat, cho việc xây nhà trẻ và trường tiểu học ở tỉnh Doba. Tại Tanzania, có dự án củng cố phẩm chất phục vụ các bà mẹ và trẻ thơ, cũng như chương trình dinh dưỡng tại nhà thương Tassama Ganga. Ngoài việc cải thiện việc săn sóc các trẻ em thiếu dinh dưỡng trầm trọng, còn có việc cải tiến phẩm chất phục vụ của các nhân viên y tế và ban quản trị qua việc cung cấp thuốc men và các dụng cụ y khoa cần thiết. Bên Tunisia, có dự án tài trợ cho các trường công giáo của Tổng giáo phận Tunisia, gồm cả các phòng thí nghiệm giáo dục hòa bình, hợp pháp, các giá trị dân chủ, nhân quyền và đối thoại liên tôn, cũng như trợ giúp các nhân viên giảng dạy và quản trị. Trong số các dự án được chấp thuận, có 72 dự án của Phi Châu, 16 dự án của Châu Mỹ Latin, 20 dự án của Á Châu, 2 dự án của vùng Trung Đông và 2 dự án của Đông Âu.